Đang thi Miss World Việt Nam 2022, nam em vẫn tổ chức mini concert tự tin là Phượng Hoàng hồi sinh. Hơn một năm kể từ lần tổ chức đêm nhạc Love Story tại thành phố Hồ Chí Minh, nam em vừa thông báo sẽ tổ chức concert Love Story 2 vào thứ tư tuần tới. Chọn chuỗi concert của mình là Love Story, nam em muốn kể lại chuyện tình yêu của mình bằng âm nhạc. Nam em mong muốn qua đêm nhạc sẽ có dịp hội ngộ những người đồng cảm, san sẻ và lắng nghe giọng hát của cô. Trên hết, nam em muốn bày tỏ cảm xúc của mình bằng âm nhạc, kể lại câu chuyện bản thân đã trải qua bằng nhiều bài hát tình yêu, lãng mạn có, đau khổ có, từ đó khắc họa những màu sắc khác biệt trong chuyện yêu đương. Chương trình lần này có tên là The Phoenix Reborn, Phượng Hoàng hồi sinh, được chia làm 3 phần, trải dài theo con đường âm nhạc của chính cô, từ hình ảnh những ngày đầu bán duyên nghệ thuật và đi theo con đường ca hát, trải qua những thăng trầm trong nghề lẫn những cảm xúc vui buồn của cuộc sống, và khép lại với một hình ảnh một nam em mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Tất cả sẽ được chuyển tải bằng các bài hát ghi dấu ấn của cô, cũng như những ca khúc thời gian qua được nam em trình diễn và nhận được sự yêu mến của khán giả. Đặc biệt, nam em hé lộ sẽ có những nhân vật đặc biệt là bạn bè của cô sẽ xuất hiện và cùng hòa giọng, chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Nhân vật đầu tiên đã được tiết lộ là diễn viên ca sĩ Bạch Công Khanh. Cả hai dự kiến sẽ có màn song ca thú vị bên cạnh những câu chuyện dí dỏm được chia sẻ. Người đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện và giúp kết nối nam em với khán giả là MC Lưu Hà Trinh. Có thể nói, dù là một ca sĩ đầy chất nghệ sĩ tính, nam em rất tâm huyết và chăm chút cho concert lần này, từ khâu biên tập âm nhạc kết hợp với các khách mời cho đến khâu hình ảnh, nội dung chuyển tải trong đêm diễn. Hành trình thi nhan sắc của nam em cũng được quan tâm nhiều sau khi Nam Anh, người chị em sinh đôi của cô, dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hiện nam em đã lọt vào top 38 Miss World Việt Nam 2022. Nam em được đánh giá cao bởi có kinh nghiệm dày dặn trong các cuộc thi nhan sắc. Cô từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2014, sau đó góp mặt tại cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và giành giải nhất. Năm 2016, nam em đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất Miss Earth 2016 được tổ chức tại Philippines. Chung cuộc, nam em đã lọt vào top 8 trong đêm chung kết, mặc dù gặp sự cố về phiên dịch ở phần thi ứng xử. Các fan cho rằng nếu không gặp sự cố đáng tiếc này, nam em có thể đã giành được những vị trí cao hơn.